Xin chào các bạn, là mình là Lê Văn Lộc đây và xin cảm ơn các bạn lại tiếp tục quay lại với Lộc để học tiếng Anh. Trong những ngày tháng vừa qua thì Lộc đã suy nghĩ kỹ rồi, thì với cái mục đích ban đầu mà Lộc đặt ra cho cái giáo trình này là để tổng hợp lại một cái kiến thức đi với một cái tốc độ vừa phải, giới thiệu đủ để cho các bạn lấy lại gốc tiếng Anh và học tiếng Anh đi lên hoàn thiện. Ở đây trong cái giáo trình này thì Lộc chủ yếu tập trung vào để truyền đi khối lượng kiến thức đủ cho các bạn để các bạn xây dựng lại nền tảng và đi đến hoàn thiện, chứ mình không tập trung trau chuốt mổ xẻ kỹ lưỡng những cái phát âm như thế nào rồi là những cái tại sao phát âm như thế, đặt lưỡi ra làm sao, những cái đấy thì mình không làm rõ. Bởi vì là thật ra đấy, bạn cứ bắt chước người khác là bạn sẽ làm được thôi, đừng học nó phức tạp như thế thì sẽ đừng học phức tạp như thế thì nó sẽ mất rất nhiều cái thời gian của bạn. Nếu như bạn xác định bạn học để trở thành một giáo viên tiếng Anh thì bạn nên học thật là chuẩn, học kỹ nữa để trau chuốt cái nghề dạy của mình. Nếu như các bạn học tiếng Anh bây giờ để lấy lại gốc đã, chưa biết bao giờ mình sẽ trở thành giáo viên tiếng Anh đúng không, thì các bạn nên học cái giáo trình này một cách học để lấy lại một cái phổ quát cho các bạn trong cái giáo trình này. Và cái giáo trình này mình tập trung làm như vậy bởi vì mình biết là có rất nhiều các người khác họ đã làm rất là trau chuốt, rất là kỹ lưỡng, mổ xẻ từng tí ra một rồi, mổ xẻ từng tí ra một rồi, và thấy rằng là xem những cái đó nó chỉ là mất thời gian thôi, mặc dù là kiến thức nó cũng không hơn được bao nhiêu, không được bao nhiêu. Bởi vì bạn biết là tiếng Anh nó du nhập vào các đất nước khác nhau, nó tiếng Anh Anh tiếng Anh Mỹ đã khác nhau rồi, nhưng mà đi vào du nhập vào các nước khác nhau thì nó lại khác nhau nữa, thì tùy thuộc là các bạn học tiếng Anh và các bạn dùng nó ở đâu, các bạn sẽ học được thôi đúng không. Nhưng như các bạn mà lên miền núi vào đến các chỗ mà đất nước của chúng ta mà có cái biên giới giáp Trung Quốc đấy, các bạn thấy là những người đấy họ nói tiếng Trung Quốc giỏi lắm mà họ không có học hành bài bản đâu đúng không. Thì cái quan trọng của tiếng là gì, đó chính là sang Tây mà ở đúng không, sang Tây mà sống có môi trường nói là các bạn sẽ tự dưng là các bạn sẽ giỏi tiếng Anh rồi, sẽ chuẩn. Bây giờ các bạn là không có môi trường để giao tiếp, không có cái môi trường để hoạt động để học tập, nhưng mà lại cứ học kỹ nữa, học trau chuốt những cái đấy mà nó mất thời gian, mà chúng ta không học những cái khác mà chúng ta lại nhanh bị quên đi, dễ bị quên đi. Thì đấy là cái mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn, là vì Lộc đã học tiếng Anh và Lộc đã hiểu được rồi. Thì trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với nhau trong 24 phụ âm. Thì các bạn học với mình thì các bạn nhớ cho mình, trước khi vào 24 phụ âm thì các bạn nhớ cho mình hai cái nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất là phụ âm là những âm gió, tuy là âm gió và âm hơi nhưng cũng phụ âm cũng phát âm ở cổ họng. Đây là hai cái thì đây là hai cái chú ý quan trọng nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì khi mà các bạn học tiếng Anh thì các bạn nhớ là hai nguyên tắc này, các bạn sẽ phát âm được hết tất cả các phụ âm nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phụ âm một. Ở đây chúng ta sẽ có phụ âm ở đây chúng ta sẽ học bốn phụ âm đầu tiên. Là phụ âm P, B, T và D nha. Là phụ âm thứ nhất là các bạn là đặt tay vào trước mồm này và thấy gió ra là được nhá. Ở đây các bạn sẽ thấy là muốn có được một âm phát ra thì các bạn vẫn phải lấy từ cổ họng, nhưng mà các bạn không để cho âm được phát ra mà các bạn chỉ để cho gió phát ra thôi, hơi phát ra thôi, hơi phát ra thành tiếng rồi đúng không. Đó. P P các bạn P đúng không? Lần trước ta học âm y dài rồi đúng không? Ta học âm y dài rồi là chúng ta có âm y đúng không? Đó. P đúng không? P đúng không? P đó, đó là cái âm P, âm P đúng không? Việt Nam ta đọc là p đúng không? Những cái này đọc là p. Nó chỉ có hơi thôi nhá, tiếng Anh nó chỉ có hơi thôi các bạn nhớ nhá. Thứ hai là ta sẽ đến âm B và âm P, P và B là hạ cái âm mà rất nhiều người bị ngọng. Có một số người là ngọng cái âm P và B này đọc giống hệt nhau, không không khác như thế nào. Thì các bạn nếu như các bạn rơi vào trường hợp đấy, các bạn cố gắng sửa nhá. Một cái là một cái là bờ, một cái là pờ nhá. Thấy chưa? Bờ. Nhớ là bờ này. Nhá. Và trong cái từ bờ này ta sẽ ôn lại âm ơ u đúng không? Ơ u à. Bờ và ơ u nè. Boat. 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 Bờ bầu đúng không? Boat.
Các bạn có thấy âm B nó phát lên không? Có không thấy âm B phát lên đúng không? Kia bạn đọc P, P. Các bạn để cho âm gió nó lướt chữ Y vào nó đánh P. P. Boat. Đấy, các bạn cố gắng đọc nhé. Đọc như tiếng Việt thôi nhưng mà nó không có âm ở cổ họng đi ra. Thế thôi, đúng không? P. Boat. Đấy. Và tiếp theo sẽ học âm T. Âm T. Cái âm T là một cái âm gió mà chúng ta thấy là cái chữ bô này nó có chữ T ở đây này. Đấy. Nó xuất hiện ở cuối nhưng mà nó cũng xuất hiện ở đầu đúng không? Một số các âm nó sẽ xuất hiện ở cuối và nó cũng sẽ xuất hiện ở đầu nữa. Đấy. Thì chúng ta nhớ là tiếng Anh ấy khi mà nó xuất hiện ở cuối là chúng ta không được bỏ nó đi đâu nhá, không được bỏ nó đi. Ta sẽ đọc là ta sẽ đọc là đấy, đọc là tờ tờ như vậy nhá. Thì ta sẽ là boat, boat, đấy, boat, đấy, đấy, thế mà thì đúng không? Đây là boat, thì đúng không? Boat, thì đấy, các bạn nhớ theo đọc nhá. À, có cái âm này ở giữa ở cuối này không được bỏ nó đi nhá. Đọc không được bỏ nó đi. Thì đấy, nhớ đây là T nè. Thì tương tự như vậy với âm đờ đúng không? B và T mà P và B P và B rất là hay nhầm với nhau, và T và D tờ và đờ cũng hay nhầm với nhau. Đôi khi các bạn nào bị ngọng quá cứ đọc giống tờ đờ đọc giống nhau hết đúng không? Đấy, các bạn cố gắng phân tách ra được là tốt nhé. À, đây là nó đờ đúng không? Từ này là từ đờ với từ trong tiếng Anh ta. Dog. Đấy. Tờ. Tờ nhá. Nó sang âm tờ này. Nó sang âm tờ nhá. Thì đờ này. Dog. Đấy. Các bạn nhớ như vậy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang âm các âm tiếp theo. Tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ sang học âm G trước nhá, âm G trước. Âm G trước. Ở đây chúng ta sẽ thấy âm G đúng không? Dog G đúng không? Dog. Dog. Đúng không? Dog. Mình đọc mình không bao giờ mình bỏ âm các bạn nhé. Các bạn nhớ là đọc dog. Dog. Âm G nó ta sao là G. Nó sẽ đọc G nhưng không có tiếng, chỉ có hơi thôi. Go đúng không? Còn đây là còn cái này là dog, dog, dog. Đúng không? Go, dog, go, đúng không? Dog, g và go đấy. Các bạn nhớ nhạc nha. Dog. Đúng không? Dog. Dog. Chúng ta sẽ thấy nào. Dog. Đó, cái này nó. Go, đúng không? G, go. Rồi chúng ta sẽ sang âm G sẽ học xong âm G sẽ học âm 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 K. Âm K hay gọi là âm cờ. Chúng ta học là cờ, ca cờ thì tương đối giống nhau. Nhưng mà âm ca thì đọc na ná giống âm g nên là rất hay nhầm với âm g nhé. Bạn sẽ đọc là đọc đọc cờ nhưng không có hơi, đọc cờ nhưng không có hơi. Ca ca. Ở đây các bạn sẽ thấy một chữ r và đóng dấu ngoặc kép này, đóng dấu ngoặc này. Thì ở đây nó mô tả chúng ta là cái âm ca này nó có chữ r đằng sau, chúng ta sẽ đọc là ta sẽ đọc có chữ r hoặc không có chữ r cũng được, bởi vì nó đóng ngoặc chúng ta có thể bỏ đi hoặc là đọc luôn. Nếu ta học chúng ta cảm thấy khó ta cứ đọc là kha, đọc không tôi không cần phải chữ r này cũng đúng nhá. Thì đấy là cái mô phỏng về ngữ âm, nó có cái dấu ngoặc này cho một cái nguyên âm. Có một số nơi họ sẽ đọc là kar, có một số nơi họ sẽ đọc là kar, kar, kar đó, đúng không? Đúng không? Họ đọc là kar. Còn một số nơi học nào ca ca đúng không, ca ca. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang hai âm bây giờ chúng ta sẽ sang hai phụ âm tiếp theo. Hai phụ âm này là hai phụ âm khó trong cái bài này. Hai phụ âm này hai phụ âm khó nhá. Thì chúng ta sẽ có hai âm này, một âm là âm z và âm là ch và z, z và ch. Thì ở đây chúng ta đọc cố gắng là không phát âm từ cổ họng nhé, và hai âm này rất là dễ nhầm nhầm cho nhau. Các bạn nào mà ngọng đấy, ngọng p, ngọng d, ngọng t, ngọng d đấy,
ngọng bờ, ngọng p, ngọng bờ, ngọng tờ, ngọng đờ này, xong lại hoặc là ngọng ca, ngọng g, tức là bị ngọng cái gì đó là đọc hàm này rất bị quýnh, quýnh đấy. Thì chúng ta sẽ đọc cái âm thứ nhất là âm âm giờ, âm giờ các bạn nhớ cho mình là âm giờ nặng nhé, nhớ này, âm giờ nặng, âm này âm giờ nặng, và ở đây âm chờ là âm chờ nặng nhé, âm chờ nặng, chờ nặng, giờ nặng và chờ nặng nhé, nhớ cho mình thôi. Các bạn sẽ ghi cho mình một cái yếu tố, ghi cho mình một cái yếu tố nhá, là khi gặp các âm nặng ấy, khi đọc các âm nặng nhớ cong lưỡi, rung lưỡi và phát hơi rất mạnh. Các bạn ghi cho mình cái này nha. Ở đây hai âm trở lặng và âm dò lặng, ở đây sẽ là trở. Âm trở này là thường thì mọi người đọc là không không rung lưỡi, không rung lưỡi cho âm này trở, trở. Nhưng mà nó phát âm hơi mạnh quá thì lưỡi vẫn rung đấy, trở, trở. Âm tiếp theo là âm này bắt buộc phải rung lưỡi này, cả cái là các bạn phát âm như thế nào các bạn vẫn phải rung lưỡi nhé, z z z z z đấy, z z z z z z đấy, để khi mà phát âm mạnh quá thì cái cổ họng này nó dễ phát ra âm, dễ phát ra âm. Nhưng mà các bạn cứ luyện đi luyện một lúc để cho cái âm ở cổ họng này nó phát ra thật là bé thôi đó, để cho các bạn quen quen với cái âm này thôi. Rồi các bạn ghép vào từ các bạn sẽ thấy nó dễ lắm, bởi vì khi ghép vào từ nó luốt cái phụ âm của nó vào, nó luốt cái nguyên âm của nó vào đấy thì nó sẽ dễ hơn. Z ch ch z ch z z ch. Một cái là cheese, một cái là June, June. Cái từ này đâu, cái từ này nếu nếu mà các bạn không rung nữa thì đọc không khác gì từ trò cả, nên là các bạn đọc cái từ chữ giờ này, chữ giờ nặng này phải đọc rung lưỡi, và rung rung như là cái số 3 này, cái số 3 này, cái số 3, cái chữ Z kéo xuống này phải rung như là cái hình thức nhé, z đấy, z, nó rung lưỡi, nó rung z, z đấy, z June đấy, cái này á chờ chỉ đúng không đấy, cái này nó nghe nó sắc, nó chắc hơn, còn cái này thì nó rung, nó giật hơn, rung giật hơn. Cái này là rung lưỡi tự nhiên, còn cái này nó ép buộc các bạn phải rung lưỡi, z run, cái này là chờ chỉ chỉ, cái này là chun đấy. Đấy, các bạn nhớ nha, chun chỉ chun chỉ z z chờ 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 không z đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại tất cả các nguyên âm này nhá, 8 nguyên âm đầu tiên này trong cái bài này. P boat, T dog, go car, z chun ch chi. Rồi, hôm nay các bạn đã học âm chờ nặng và âm giờ nặng. Các bạn sẽ biết là sẽ có, sau này sẽ có âm giờ nhẹ, giờ nhẹ. Sau này các sẽ có âm giờ nhẹ và âm chờ nhẹ nữa. Nhưng ta sẽ học ở bài sau. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào các bài tiếp theo nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo. Chi z run ka go dog t Boat, P.